chiều về chậm chậm trong yêu quanh trên cành bao tơ liễu kéo nhau che xuống hồ. Đây sáng mây đào quá đây quanh tôi bao tất cả một trời chiếc khăn xô. Anh chào mừng các bạn đến với đêm mình nói rồi. Chào tất cả quý vị. Cho trường nhạc cái từ 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 từ. Chưa quý vị và em chị em rất là vui mừng khi gặp lại quý vị luôn nè đâu. Bà đủ cha mày đâu rồi? Nó trốn rồi phải không? Quý vị biết sao bữa nay em mới thắng cho mấy bà 15 cái áo dài đẹp lộng lẫy không cho mấy bà mặc. Nó giấu. Bà nụ mẹ nó đâu rồi? Con là cái cặp giò mày. Hèn chi chị vô cho hỏi bữa nay mặc đồ gì cái đấy à? Muốn mặc gì mặc? Vậy không? Nó ngon rồi. Không tin hỏi thử tôi ngẩn rồi. Có bữa nay phải cày luôn không? Phải cày luôn đúng không? À lúc lên thay đồ chị mặc áo dài rồi. Chị thấy anh ấy đã có đồ mới. Mẹ ngon lắm. Cái mì nghe nói gì nè đây à, còn mày muốn bắt chim bạc không mày cầm bồ với bà tư nha rứt mày khùng luôn con này mày ngon lắm nè. Ai làm lớn cái này nè kính thưa quý vị và ai làm mất cái chìa khóa quý vị kiểm tra giùm em nha quý vị và kiểm tra giùm em và ai làm hết cái chìa khóa quý vị chạy lên sân khấu nhận lại giùm em và em mong quý vị sẽ nhận lại chìa khóa của mình kiểm tra lại liền quý vị nha. Dạ em nói đùa vậy thôi chứ tính em thiệt lắm con nó hơi tao đuổi gì mày đó nói ngày nào sống tập chú tâm đi em ơi. Dạ kính thưa quý vị mà bây giờ ai có biết chúng ta mất chìa khóa bắt đầu dò số quý vị nha. Thì dòng theo anh sẽ theo phá hoài.
cái thần thái dông nào về, dông nào về, có cái thần thái của diva nó dễ chị hả, cứ nó mời dông gọi dông về chứ. Kè 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 kè, ba đứa sau kè kè kè, đằng sau quay anh tao phụ mẹ đi. Ừ, phụ diva đi, phụ diva đi, gì thấy ghê vậy ba, gọi dông hai đứa gọi dông nè, cái kia gì ba chơi đúng về. Hai ba ủa vậy vậy chị đâu vậy, yêu quá mà hát lộn yêu. Cái tông sẽ ngang ngang á, cao quá nó thành cái này. Tại tao tông thấp, tông thấp này, tông thấp này. Cú ôi, ai đây, ôi, không, ai, chết. Yêu quá, hát này bảo rồi. Hát quá. Yêu, ôi, giáo này nhột quá. Mày lớn. Số 8 đọc giải, em gái chúc mừng em nha. Rồi số 8 chưa kêu qua 13 26 56 và dòng loại 76 hợp lệ, chúc mừng. Rồi vẫn là số 8, 13, 26, 56 và đồng loại 77, xin chúc mừng hai em gái. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tặng mỗi người một con gấu trước. Sau đó sẽ quay lòng cầu xem em gái nào có con banh lớn hơn sẽ chọn qua phần gấu bự, ai nhỏ hơn nhận một thêm một phần nước yến từ thương hiệu yến xào bên đất yến xào Piconet Đông Trùng Thảo được dùng Vĩnh Xuân. Kính thưa quý vị, và để thực hiện được biểu diễn thành công trọn vẹn, chúng tôi xin trân trọng cảm ơn đến tất cả quý vị khán giả đã dành thời gian quý báu cuối tuần để ủng hộ cho đoàn, và cảm ơn đến hai nhà tài trợ. Hả? Trời thật ơi, anh chạy chậm quá đó hả? Rồi, chúc mừng anh nha, vẫn là số 8, 13, 26 và 56 dòng loại 79, 3 dòng loại hợp lệ. Xin chúc mừng anh trai ạ. Kính thưa quý vị, và để thực hiện được diễn thì chọn về chúng tôi xin hân hạnh cảm ơn tất cả các nhà tài trợ PH Shilock, chìa khóa thông minh và nhà tài trợ Yến Sao Vietconet Đông Trùng Thảo Đông Dược Vĩnh Sương đã tài trợ và đồng hành với đoàn trong suốt thời gian qua. Và một nhà tài trợ nữa là trà sữa Thibor đằng kia. Và chúng ta cũng có quà tặng từ mặt nạ Mask Station. Xin cảm ơn tất cả quý vị rất là nhiều đã đồng hành cùng Sài Gòn Tân Thời. Và ngay bây giờ để thay đổi không khí, chúng ta cùng chào đón một cái dòng hát của chúng rồi. Chưa chào đón dòng hát, chào đón một gương mặt chứ có gì. Người đẹp Dương Thanh Vàng của gì mày quay ngược sao lại coi, mới đi mà bên Thanh Minh về là bất nguyên hơn một phút cầm cho đầu rồi cái áo gì nghiệt ngã gì đó là sao mày nó cháy nghe cái chỗ này vậy, mày bị cháy hay bị cạp? Quý vị, đây là cái áo mà nãy giờ quý vị nói là mười mấy bộ của Mai đó, và Mai cái nào cũng có chứng nhựa như vậy nè. Mai mà ngay chỗ nghiệp ngã này khoét lỗ gì để đó rồi xong nói bộ đội nhà đẹp lắm em, đẹp lắm em, em lớn mặt bỏ nhà xuống nhà bỏ gì không bà bd nào dám mặt bỏ nhà này làm vậy đó. Rồi xuống bán vé đi chị, đó gương mặt rất là căng thưa gì. Cái quý vị, và bây giờ để thay đổi không khí ổn chung nãy ra rồi ổn gì hả đó, mới cái dèo đang tưởng hát đi đâu mất tiêu rồi. Kính thưa quý vị ơi, và ngay vòng này quý vị ủng hộ liền tay và lớn chứ có 10.000 đồng quý vị nha. Và dành cho tất cả quý vị lần đầu tiên đến với Sài Gòn Tân Thời chưa biết được chơi, quý vị cầm trên tay lớp bé của đội lớp bé Sài Gòn Tân Thời và lớp bé là 10.000 đồng. Quý vị đọc giùm em tất cả các dòng chữ trên đó và có vài
chữ thôi đều có dịch song ngữ hết. Nếu quý vị là người nước ngoài có thể coi dùng chữ tiếng Anh cũng được. Và chúng em sẽ có 60 con số trên mỗi lá vé và tương ứng với 60 quả banh trong lòng cầu. Quý vị khi mà lắng nghe ca sĩ hát một con số, quý vị dùng phấn tất cả phương tiện có thể trên mặt bàn của mình và chọn cho con số tương ứng làm dấu bốn cô trùng hoàng ngang là quý vị may mắn trúng thưởng. Và để công tâm nhất thì quý vị cũng đối chiếu giùm em ba con trùng hoàng ngang là thiếu bốn con là đủ, năm con là dư, số nào luôn mời đổ lên nhân viên bên trên để không thiệt thòi về sau quý vị nhé. Và khi mà quý vị đã có kinh đó, dạ bốn con trùng hoàng ngang trúng thưởng, giơ tay chị thật nhanh thật lẹ lên sân khấu để nhận quà quý vị nhé. Để mình lỡ một con nữa sẽ có nhiều điều quý khách đã kinh trùng thì chúng ta phải bắt buộc chia đôi tặng phẩm. Và kính thưa quý vị, và để chúng em sẽ không có để gây một cái quỹ là quỹ Sài Gòn Tôi Thờ thì cũng đổ chút 10% từ lợi nhuận bán vé, thì chúng ta sẽ có một quỹ dành riêng cho tất cả các chị em LGBT mà đang khám với tôi giống như tụi em gì đó, mà lớn tuổi mà hay là có những trường hợp bất khả kháng thì đoàn sẽ trích cái quỹ đó để ủng hộ. Cho nên mỗi tờ vé là quý vị đã ủng hộ trong đó một phần từ thiện rồi. Rất cảm ơn quý vị đã dành thời gian đến với đoàn tới hôm nay và ủng hộ mỗi tờ vé trên tay. Điều đó là làm cho động lực của tất cả các thành viên của đoàn Luân Lô Tô Sài Gòn Tân Thời đem vé cho em luôn. Quả kìa, nó bán lẹ quá. Tại sao một con nhỏ siêng năng dũi dắn đẹp gái như vậy mà bán có hả mấy vé thôi? Một lần phải giao cho nó một cọc 150 vé cho chị. Cái gì? Làm sao vừa lòng chị được? Đi đâu mà về mày đem cho mẹ à? Nói nghe nè. Nhịn lâu rồi hả? Không mấy mình đừng nhịn nữa được không? Không mấy mình nghỉ luôn đi. Ai nhập không? Chị biết lắm mà, bữa nào vậy? Nói chữ tao đã xong ai nhập. Nói nghe nè, bữa nào chị đuổi xong rồi cái tôi nghĩ rồi đó, cái trời ơi, ai nhập chị đó, chị đâu có muốn đuổi em đâu. Vậy hả? Nhớ là vô không lại trời vô lại luôn vậy đó hả? Bán vé đi má. Trời không có mày bán vé mày thâm tù lộng lẫy gì đó hả? Mày quơ qua quơ lại cái từng chút người ta ông nội ơi. Quý vị biết không, hồi nãy gì đó em vô đó đi quay một MV cho người ta mà nó đóng là phụ dâu đó quý vị, mà nó quất còn lớn hơn cô dâu nữa, người ta tưởng nó cô dâu không. Trời ơi, cái con này quá trời quá đất rồi. Rồi bây giờ gửi. Anh ơi, anh đừng có gửi cho nữa. Nó lấy trong thùng rác ra, thành ra nó dính tùm lum hết trơn á. Con này nó sắm tuồng bất chấp lắm luôn, nó đậu nguyên thùng rác luôn à. Con gửi chi nữa trời ơi. Đưa vé cho nó kìa, già người ta lại mà nó lên nó cắn tao bây giờ. Bóng vàng thè kìa, đưa kìa. Nè, tao nã không lợi cho con nó dữ lắm đó. Nhìn mặt sang sang kìa, nó chửi lúc nội, tao chửi lúc lợi nữa. Ăn chết bà rồi, trời thật. Mày không có vũ khí hả? Bán đi hai mày ơi. Bán đi rồi chút tao cho 10 phút đánh lộn. Mà quánh phải chết nha, một đứa chết nó bị thương nha. Cái gì vậy? Hai đứa mày ngon lắm, trời ơi, con đứa xanh đạnh. Người ta cầm một cọc vé. Ôi anh không mấy thì anh cầm lại đại đi, anh đưa đem đại lại 200 cũng được. Tiện ghê ha. Rồi bán đi chị ơi. Nhạc đen ơi. Rồi, trời ơi, cầu cầu nữa nè. Nhường nhắc nha. Sao mà không đổi cái đầu của bà chủ đoàn nữa. Hey. Mỹ gì đà mỹ, gì đà mỹ, gì đà trở lại đây. Chị ạ, nó thử mít đó hả? Thử mít không vô mẹ. Alo, vô liền à. Ừ, chả mít đó đi. Rồi.
của trường thì dọc chị Minh Nga. Điểm ra là 42. Cám nào? 59. Có 2. 33. 33 có 16. 16 có đủ. Chủ nhân thứ 2. 97 là kiểu sau lưng. 42. 42. 16. 16 có 33. 32. Có 33. 7. 59 đó má. Đủ. Chủ nhân thứ 4. 94 là kiểu hợp lệ. Con ốc vừa điểm ra. Ốc là số mấy? 42 đó bà nội. Ốc bự. Ốc bự số 1 đủ. Làm được không? Được. 59. 59 có 2. 33. 33 có 3. Còn ông? Ông đủ. Ông là nhiêu? Ông 13. 16 mà đói. 16 là đủ. Thầu đất quỷ. Có 2 con đón đại ai biết đâu. 96 là kiểu sau lưng nha. 42, 59, 33 và 16. Không có đánh đề, không biết. Hỏi Diệp Thanh Thanh. Và bây giờ trong đây có 4 chủ nhân đoạt giải. Chúng ta nhận trước mắt là một cái voucher của thẩm mỹ chung tôi là nhan sắc giảm 50% và trước mắt là một phiếu nước tại chợ Thiên Bôi. Và ngay từ bây giờ dòng loại đặc biệt là mua 1 tặng 1 anh chị nha. Và dòng loại đặc biệt này chúng ta là mua 1 tặng 1 và mỗi tặng vé tương ứng là 20.000 đồng chúng ta từng nhận qua một chiếc TV Arsenio 40 inch. Và những tặng vé tặng chúng ta giữ lại để cuối cùng chương trình chúng ta từng nhận qua tặng phẩm cao gấp đôi, đó là 2 con gấu bự với tặng vé tặng cho dòng loại đặc biệt này. Và mỗi tặng vé tương ứng tặng vé đặc biệt 20.000 đồng chúng ta nhận qua tặng phẩm một chiếc TV Arsenio 40 inch màn hình LED nha anh chị nha.